Vâng, thưa quý vị, di chuyển trong những tuyến đường hoặc là một số địa điểm công cộng vào ban đêm tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội, thì hiện nay chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp người vô gia cư có hoàn cảnh rất là khó khăn, cần được trợ giúp từ cộng đồng, đúng không chị Nhung? Vâng, có thể nói là chúng ta cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp như vậy. Thế nhưng mà có phải là tất cả trong số đó đều có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ hay không thì lại là câu hỏi được đặt ra. Vì thực tế những ngày gần đây trên mạng xã hội lại nóng lên câu chuyện về những người tự nhận là người vô gia cư ngồi tại các vỉa hè, con phố trên địa bàn thành phố Hà Nội để nhận quà từ thiện từ các tổ chức cá nhân. Việc này cũng đã từng được phản ánh trên báo chí cách đây hơn một năm và cũng đã ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến lên án của cư dân mạng. Vâng, mặc dù lực lượng chức năng thì đã thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp này, nhưng mà gần Tết thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Việc này thì không chỉ tạo ra những hình ảnh thiếu văn minh và không đẹp cho thủ đô, mà còn khiến cho hoạt động từ thiện mất đi giá trị chia sẻ yêu thương trong xã hội. Những hình ảnh và video này được lấy từ một phóng sự phản ánh trên truyền hình và nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền. Trong đó là những hình ảnh được ghi nhận tại một số con phố của Hà Nội. Những người tự nhận là không có nhà cửa, giành giật, tranh cãi nhau để lấy đồ từ thiện. Nhưng sau đó, nhiều món quà được đem bán đi để lấy tiền, số còn lại bị vứt chỏng chơ. Những hình ảnh này khiến cho đông đảo cư dân mạng phẫn nộ khi những tấm lòng và sự chia sẻ của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện bị lợi dụng. Không thể chấp nhận được những hành động như trên, họ lợi dụng tình thương để trục lợi. Người vô gia cư giả thì nhiều, thật thì ít, thật giả lẫn lộn. Lòng thương bị lợi dụng nên nhiều người ngại cho tiền, ngại chia sẻ là vì thế. Có khi nào người vô gia cư giả đánh đuổi người vô gia cư thật để tranh giành quà không nữa? Nhìn mấy cảnh này mà tê tái lòng. Quá là dã man luôn, chỉ cần thấy có ô tô đỗ một phát là một đoàn người chạy nháo nhác ra tranh cướp đồ già trẻ, trai gái, cướp rồi giật ngay trên tay. Cứ thế ai dám giúp nữa, người nghèo thật sự hay người giả nghèo, ai nhận ra, sau này người ta muốn giúp, người ta sẽ đắn đo suy nghĩ. Bên cạnh việc phê phán hành động của những người tự nhận là người vô gia cư để trục lợi, cư dân mạng cũng cho rằng các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các chương trình thiện nguyện cũng cần xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng về các đối tượng thụ hưởng để có thể trao đi những món quà sao cho đến đúng người, đúng nơi cần thiết. Những nhà hảo tâm nên lưu ý việc này vì cực kỳ nhiều hoàn cảnh khó khăn thì không nhận được, không những lãng phí mà họ còn làm mất vệ sinh môi trường. Niềm tin của những người tốt đã đặt sai chỗ, người đi từ thiện bằng cả tấm lòng, nhưng chưa chắc họ đã có nhiều tiền như những người vô gia cư giả kia. Theo tôi nghĩ thì để tránh những trường hợp tấm lòng trao nhầm chỗ như thế này thì các cá nhân, tổ chức muốn làm từ thiện nên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm rõ các trường hợp trước để món quà đến đúng địa chỉ. Rất trân trọng tấm lòng của những người làm thiện nguyện nhưng cần phải làm sao cho đúng, đúng người, đúng địa chỉ, đúng lúc để những tấm lòng sẻ chia được nhân rộng và lan tỏa yêu thương chứ không phải để lợi dụng như thế. Cách đây hơn một năm, sau loạt bài phản ánh trên báo chí về tình trạng này, các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp tìm hiểu, xác minh và khẳng định nhiều người trong nhóm vô gia cư đều có nhà cửa. Mặc dù đã viết cam kết không tái phạm, nhưng năm nay không ít người lại tiếp tục hành nghề. Theo cư dân mạng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phải thường xuyên theo dõi sát sao để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ những người vô gia cư lang thang và giải quyết tình trạng giả làm người vô gia cư để trục lợi từ thiện. Chính quyền cũng nên có những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ cho người vô gia cư, đồng thời giải tán những người vô gia cư giả để lấy lại bình yên cho những con đường, tuyến phố. Cũng còn không ít những người vô gia cư thực sự gặp khó khăn, họ cần được giúp đỡ. Và thực sự, những người làm thiện nguyện khó mà phân biệt, xác minh được khi mà những người giả mạo diễn quá thật như vậy. Việc này cần vai trò của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng cùng các tổ chức cá nhân đã có rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho những người vô gia cư. Một số bạn trẻ ở Hà Nội cũng đã gây dựng nên những mái ấm cho người vô gia cư, đem đến cho họ nơi chốn đi về. Không có ai bị bỏ lại phía sau khi xã hội luôn có những tấm lòng yêu thương sẻ chia được lan tỏa và những hành vi xấu xí bị lên án và xóa bỏ.